ý nghĩa ngày Tết Thanh Minh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ xa xưa Tết Thanh Minh đã là một ngày lễ quan trọng và thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Thanh Minh tuy không phải là cái Tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức và bổn phận của con người Việt Nam. Bổn phận của con cháu tưởng nhớ đến công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung, để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên. Thanh Minh là tiết thứ năm trong thập nhị tứ khí, và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm. Tết Thanh Minh đến sau ngày lập xuân 45 ngày. Theo nghĩa đen, thanh là khi trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết xuân phân qua, những cơn mưa của bụi trời đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa, là tiết Thanh Minh. Theo quy ước, tiết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày mùng 4 hay mùng 5 tháng 4, khi kết thúc tiết xuân phân, và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 dương lịch. Năm nay, tiết Thanh Minh bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 4, nhằm vào ngày 17 tháng 2 âm lịch năm Ất Mùi, và kéo dài đến tận ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, là ngày 17 tháng 3 âm lịch. Theo phong tục truyền thống dân gian, trong những ngày Thanh Minh là lúc nhớ về nguồn cội. Nhiều gia đình thì tổ chức tảo mộ và làm bánh trôi. Ông bà ta xưa chọn Tết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ, gọi là tảo mộ. Vì ngày nay thời tiết thì chuyển sang ấm dần, nhiều mưa, cây cỏ tốt hơn chùm lên mộ và có thể làm cho mộ bị sụt nở, nên cần phải cắt cỏ và đắp thêm đất lên mộ. Nhân lúc đi Thanh Minh tảo mộ để tưởng nhớ đến tổ tiên, người thân đã khuất, mọi người có thể dạo chơi ngắm cảnh cỏ cây tươi tốt, nên còn gọi là đạt thanh. Nguyễn Du đã có câu: Thanh Minh trong tiết tháng 3, nễ là tảo mộ, hội là đạt thanh. Về nguồn gốc của ngày Tết Thanh Minh, Tết Thanh Minh thì được bắt nguồn từ Trung Quốc. Chuyện kể rằng, vào đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công, Đức Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, phải trú tại nước Tề. Mai thì trú vào nước Sở, ngày nay thì trú nước Tề, nay đây, mai đó. Bất ngờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo vua và đã giúp mưu kế. Một hôm trên đường lánh nạn hết lương thực, Giới Tử Thôi đã phải cắt lén một miếng thịt đùi mình nấu để dâng lên vua. Vua ăn xong hỏi mới biết mà đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau trải qua bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, khi Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng tước hậu cho những người có công, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa và cái trách nhiệm của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ rút vào núi Điển Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra cho người đi tìm, nhưng Giới Tử Thôi không chịu rời Điển Sơn ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh. Rốt cục cả hai mẹ con ông đều bị chết cháy. Vua thương xót cho lập miếu thờ và hạ lệnh dân gian phải kiêng đốt lửa trong 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm, khoảng từ mùng 3 tháng 3 cho đến mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Từ đó ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày Tết Hàn Thực.
có nghĩa là chỉ ăn đồ lạnh, hàn là lạnh và thực là đồ ăn, hàn thực với ý nghĩa là chỉ ăn đồ lạnh, nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Từ thời lý thì nhân dân ta đã tiếp nhận Tết hàn thực, nhưng ý nghĩa của ngày Tết thì đã biến đổi và mang đậm màu sắc truyền thống, phù hợp với tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật của người dân nước Việt.